Kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn bộ sản phẩm, đó là bộ vang cơ Neck FX Chia 20 Plus, hàng mới nhất của năm 2021. Đây, hiện tại đây là bộ vang cơ Neck FX 20 Plus, hàng vừa mới được bên mình nhập thẳng từ Trung Quốc. Đây, hàng mới khôi thùng. Bên trong của bộ vang cơ Neck FX 20 Plus thì gồm có, thứ nhất đó là một bộ vang cơ này. Đây, vang cơ Neck FX 20 Plus này. Thứ hai đó là một điều khiển này. Điều khiển này thì đã chỉnh sang tất cả các chế độ là chế độ tiếng Việt. Đây, cái điều khiển này. Hơi khác so với dòng 2020 thì đó là chiếc điều khiển màu trắng và không có các phím đầy đủ, rất nhiều phím chức năng như thế này. Thứ ba đó là một tờ hướng dẫn sử dụng này. Kèm một đôi pin dành cho remote. Và trong này thì gồm có một chiếc dâu để thu Bluetooth, cùng một chiếc tô vít để dùng cho chỉnh các nút chế độ trên bộ vang. Cuối cùng là một dây cấp nguồn. Đây, dây cấp nguồn của bộ vang cơ Neck FX 20 Plus. Thì sau đây mình sẽ nói qua về bộ Neck FX 20 Plus cũng như là các chế độ chức năng của trên bộ. Đây, sau khi là bộ vang cơ Neck FX 20 Plus được mở ra, bày lên thì đầu tiên về bên ngoài đó là bộ vang cơ FX 20 Plus này. Thì đây là logo này. Đây là logo được dập chìm của bên hãng Neck này. Đây, các bạn lưu ý nhé. Đây. Về mặt cạnh viền thì gồm có các tem chứng nhận của V-Audio này. Về mặt trước của bộ vang cơ Neck FX 20 Plus này thì gồm có, thứ nhất đó là hai nút chỉnh của mic này, đây, nút mic 1 và mic 2 này. Đây là nút chỉnh này, các bạn lưu ý nhé. Nút chỉnh nha các bạn, để chế độ tốt à, các bạn mà không biết chỉnh thì các bạn cứ để mũi chỉnh là từ 12 giờ. Thì thường thường là hãng họ đã để sẵn rồi. Các bạn muốn tăng lên thì các bạn vặn theo mũi kim đồng hồ. Các bạn muốn giảm thì các bạn sẽ vặn ngược lại. Đây, đây là màn hình hiển thị này. Màn hình hiển thị LED này. Khi các bạn nối thì nó sẽ nhảy chạy lên đây này. Không như dòng 8 thì nó sẽ cần cột. Mà đây là dòng bảng LED thì nó sẽ chạy. Đây, cái nút FX này. Đây, nút này là nút chống hú này. Đây, tắt bật này. Các bạn lưu ý nhé. Đây, đây là ba chế độ này. Đây, đây là cái dòng chỉnh của Echo này. Lưu ý này, echo này, bass này, check này, đây. Bên này là mic này. Các bạn lưu ý nhé, đây là mic 1 này, đây là mic 2 này, các bạn chỉnh này. Các bạn chỉnh bass, check này, đây. Đây là cổng cắm USB này, các chế độ này. Đây là nút qua bài này, nút tạm dừng này, input này, đi chuyển chế độ này. Trên chiếc Neck FX 20 Plus này thì gồm có 4 chế độ. Thứ nhất đó là chế độ Bluetooth này. Thứ hai là chế độ USB này. Thứ ba là chế độ optical, tức là chế độ mà chuyển đổi quang học thì lấy từ đường optical vào đấy. Và thứ tư là chế độ AUX, đây. Bluetooth này thì các bạn kết nối với điện thoại các bạn hoặc thiết bị khác này, USB thì các bạn cắm USB vào đây này. Optical vào AUX thì các bạn sẽ cắm bằng sau, lát nữa mình sẽ nói. Đây là ba nút chỉnh này. Chỉnh này, min max này. Của echo này, mic này, đây. Nút cuối cùng ngoài bên này là nút tắt nguồn, tắt bật nguồn. Này. Đây, ta bật nguồn, sau đó mình sẽ bật lên này. Đây. Mặt file này, file trắng trông rất là đẹp này. Cái nút tăng giảm, nút chỉnh này thì được mạ bạc này. Trông rất là sang. Dòng Neck FX 20 Plus phiên bản 2021 này. Đây, các bạn nhìn thấy cái logo của Neck nó, khi bật thiết bị hiển thị lên thì nó hiển thị logo của Neck này. Đây. Đây, mình sẽ chỉnh chế độ cho các bạn này. Input này, đây. Đây là chế độ này, đây các bạn chỉnh này. Đây AUX này. Đấy. Các bạn chuyển chế độ Bluetooth này. Các bạn chuyển chế độ sang USB này. Đây, các bạn cắm sang này. Đây. Các bạn lưu ý này. Đây. Đây là mình giới thiệu qua về mặt trước của bộ vang cơ Neck FX 20 Plus. Thì sau đây mình sẽ, còn đây là về mặt sau của bộ vang cơ Neck FX 20 Plus. Đây là tem phân phối bên mình này. Đây là đầu nguồn của cắm jack DC vào này. Để đầu nguồn để cho dành chạy bộ vang cơ đấy. Đây là đầu cổng lắp anten. Đây, thường thường là cái anten có trong cái túi khi nãy mình đã đưa các bạn rồi, các bạn sẽ xoáy vào đây. Đấy, chứ mới là bắt Bluetooth này. Đây, các bạn sẽ xoáy nó vào đây này. Các bạn lưu ý nhé. Đây, xoáy vào đây. Đấy. Cái anten này có chức năng là xoáy vào đây để bắt Bluetooth cho nó tốt này. Đây, chế độ Bluetooth này. Đây là cổng vào của optical này. Lưu ý các bạn này, cổng vào của optical, khi các bạn sử dụng đường optical vào thì các bạn không phải chỉnh nút đằng trước, là các bạn sẽ bấm vào cái nút để chạy sang chế độ optical, đó là lấy đường quang vào. Đây là hai đường vào AUX. Đây. Các bạn lưu ý này.
đường vào AUX này. Đấy. Input này. Đây, đường vào này. Các bạn lưu ý nhé. Đường vào nào thì các bạn nhấn chuyển chế độ trước thì nó phải xuất ra cái đường đấy. Khi mà sử dụng một đường Bluetooth thì các bạn chuyển chế độ Bluetooth. Optical thì các bạn chuyển Optical. Tương ứng để xuất ra âm thanh nó tốt. Đây là đường vào của AV, đường vào của Quick này. Đây là nút tăng giảm của mic này, music này, nhạc ấy. Đây, các bạn lưu ý này. Đây là đường ra này, đây. Các bạn tăng giảm đường sút này, đây. Ra đây là ra, đây ra là jack của jack Canon, các bạn lưu ý nhé. Đây, jack Canon này. Đây. Bên này cũng là đường ra của jack Canon này. Đây có một nút này, đây các bạn lưu ý này. Đây, bình thường để ra này. Mic này. Music này. Các bạn chuyển chế độ này, tắt bật, đấy. Các bạn để mic cao music này. Đây là đường ra của hai jack Canon này, súng này. Ví dụ như súng nâng hay là súng lò kéo, khi các bạn sử dụng jack Canon thì các bạn sẽ cắm jack Canon này. Còn thường là các bạn một sử dụng một trong hai, một là đường jack Canon này. Hai là cái đường này là hai cái đường RL này. Đấy gọi là cái đường AV đấy. Mình hay gọi là cái đường AV tức là hai ra hai ấy. Thì các bạn sẽ xuất xuống âm ly hoặc là xuất xuống nâng hoặc là xuất trực tiếp sang lò kéo thì đều được. Đây. Đây nút tăng giảm này. Đằng sau này thì có 22 cái mic. Đây. Hai cái đầu vào của mic là mic 3 và mic 4. Các bạn lưu ý nhá. Đây. Mic này là xem như là cái mic, đây là mic khi các bạn không cắm có jack 6 ly trước thì các bạn có thể cắm cái jack chui đằng sau để cũng mic 3, mic 4 này. Thì thường thường các bạn chỉ 12 đến 2 mic là song song là ok rồi. Trên đây thì mình vừa giới thiệu qua với quý vị và các bạn bộ sản phẩm đó là Vanker Neck FX20 Plus phiên bản mới nhất là 2021, có điều khiển là điều khiển bằng tiếng Việt. Đây, toàn bộ bộ Vanker Neck FX20 Plus thì nó cũng tương đương các dòng như là 20 hôm trước thôi. Nó chỉ khác mỗi chút đó là điều khiển thì điều khiển chuyển sang tiếng Việt và thiết kế thì nó màu nó trông nó đặc sản đẹp hơn một chút. Đấy. Hôm sau thì mình sẽ giới thiệu quý vị và các bạn tiếp về cách cũng như là đấu cũng như là test trực tiếp âm ly. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua thôi các chức năng cũng như là các nút chỉnh tăng giảm của Neck FX20 Plus.